Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Sáng 26 tháng 4, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng tham gia đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Cùng dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia đoàn viếng có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng tham gia đoàn viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tấn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng tham gia đoàn viếng có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy một số cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.